bác nhá. Tốp Tân Ánh này, Tốp Ngọc Ánh đến từ Tân Yên Bắc Giang. Chào tất cả anh em nhá. Thông báo với anh em là cái lô hàng mà áo bảo hộ chống ong đốt nhá, để cho anh em đi khai thác ong mật, gọi là áo chống ong đốt, đã có hàng về nhiều. Mấy hôm trước thì hàng về chưa kịp nhá. Thì các bác đặt hàng là còn chậm trễ thì mong các bác thông cảm. Hôm nay nó có hàng về nhiều rồi nhá. Trong buổi sáng hôm nay shop sẽ trả hàng tất cả cho các bác đã thiếu nhá. Thì đây là tiện thể hàng có ở đây. Tôi xin giới thiệu lại chi tiết kỹ cái áo ong mật này để cho một số các bác mà còn chưa nắm được xem cho rõ nhá. Các bác mua hàng, mua sản phẩm thì các bác vui lòng xem cho kỹ là sản phẩm nó như thế nào, để các bác đưa ra quyết định mua sắm nhá. Đây là một cái sản phẩm áo liền mũ bảo hộ chống ong đốt nhá, hay là anh em gọi là chống ong chích đấy. Chất liệu vải đây, để ở đây các bác xem nhá. Chất liệu vải nhá các bác nhá, là chất liệu vải kaki bình thường, kaki bình thường thôi. Màu là màu xanh rèn di nhá, màu xanh rèn di, chứ không phải là cái vải mà nó dày đến mức mà chống ong đốt xuyên qua được nhá. Cái này nó cũng khá là dày. Ong đốt sơ sơ thì không qua được các bác nhé. Nhưng mà bình thường nếu mà những cái con mà nó đốt mạnh quá thì nó có thể vẫn là xuyên được. Tại vì cái này là cái gọi là bảo hộ thôi. Nhưng mà cái mấu chốt chính ấy là nó là áo liền mũ. Các bác nhìn này, áo liền mũ. Đây là cái mũ, cái vành này chìa ra nhé. Vành này thì đường kính nó cũng lên 40 đấy các bác nhé. Đường kính 40cm. Phía sau này này, những cái lô hàng trước thì có cái lô hàng nó bằng lưới thì anh em không thích lắm. Thì đợt này shop đã đặt đặc biệt được rằng cái phía sau này toàn bộ là bằng vải này, chỉ có phía trước mặt các bác quan sát là bằng lưới. Và cái lưới này là lưới màu đen, lưới màu đen, lưới tàn hình nhé, để cho các bác ở trong nhìn ra là được thoải mái, được cảnh được trong, không có bị vướng, không bị cản nhé. Và cái ống tay này, ống tay ở phía này cũng có chun nhé, có chun gọi là kiểu bu rông ấy, để nó thắt lại cổ áo nhé, thắt lại cổ áo cho các bác. Thì các bác phải trang bị thêm cái đôi găng tay nữa nhé. Và cái vạt áo này cũng vậy, vạt áo nó cũng vậy nhé. Tôi sẽ mặc thử cho các bác xem. Đây nhá, cái này ấy thì có một size duy nhất các bác nhá. Các bác nhỏ thì mặc nó sẽ rộng, còn các bác to mà lớn thì mặc vừa. Cái này thì dành cho anh em có thể là trên 80kg vẫn mặc được nhá. Còn có một các bác loại cỡ thì shop đang bán cho các bác rồi. Thưa là 115kg thì mặc không được nhá, các bác nhá. Thế còn 85-90kg thì ok. Đã có gặp một bác rồi đấy thì bảo thôi em ơi anh mặc không được thì thôi anh em thông cảm. Bảo rồi ok, anh mặc không được thì anh gửi lại cho em thôi. Đây các bác quan sát này, cái đợt này này, nói chung là cái này là shop đặt hàng từ bên xưởng, bên kho. Hàng này là hàng nhập khẩu Trung Quốc nhá. Thì mình cũng không quyết định được cái chất lượng sản phẩm, nó tùy từng đặt hàng. Thế nhưng mà như cái đặt hàng thực tế này, như tôi mắt thường nó nhìn thấy này, cái đường may, đường chỉ rất là chắc chắn, nó chắc chắn hơn với lô hàng trước đấy. Và cái vải này nó cũng dày hơn đấy, vải này dày hơn những lô hàng trước đấy. Đây tôi sẽ mặc thử cho các bác xem. Cái này ấy là mặc theo hình thức chui đầu nhá các bác nhá, mặc theo hình thức chui đầu. Đây các bác nhá, bảo hộ chống ong đốt. Đây, như tôi thì nhỏ con thì nó rất là rộng, rất là thoải mái. Còn các bác nào mà hơn 80kg, 90kg thì vẫn vừa. Nói chung là một size dành cho tất cả các anh em nhé. Đây, ống tay là bu rông nhá. Cái này khi các bác làm thì các bác sẽ trang bị thêm một đôi găng tay cao su mềm nữa thì nó thao tác nó dễ nhá. Và đây cái áo này nó có một túi phía trước để cho các bác đựng mấy cái dụng cụ nhỏ nhỏ nhá. Đây, cái lưới này là lưới tàn hình các bác này. Lưới tàn hình, anh em coi gần. Đây, lưới tàn hình nhá, lưới tàn hình màu đen. Nhìn ảnh nó rất là trong, nó không có vướng cản. Đấy, lưới màu đen nhá. Đây, phía sau là kín áo, kín áo chắc chắn. Với cái đôi hàng đợt này ấy, vải rất là dày đấy. Ong mật sơ sơ là đốt không qua đâu các bác nhá, đốt không xiên được. Thế nhưng mà cơ bản nên là nó che cho mình cái trước mặt mình này, là ong nó không tạt vào mặt mình được, không vào cổ mình được, là mình an toàn chắc chắn rồi nhá. Rồi ngoài cái mặt hàng áo ong mật ra ấy, thì bên shop Tân Ánh Ngọc Ánh nhá, còn có cung cấp cho các bác cả mấy cái dụng cụ để làm ong nhá, khai thác ong. Như là cái bình xịt khói này, bình xịt khói này là hàng
Đài Loan nhá, hàng Đài Loan, chất liệu là inox các bác nhá, không phải chất liệu bằng tôn nhá. Đây, cái bình xịt khói này, các bác nào có nhu cầu thì ủng hộ shop nhá, shop cảm ơn. Đây, bình xịt khói này cho các bác đuổi ong tránh xa này, các bác lấy cầu làm ấu trùng khai thác mật nhá. Và có thêm cái nữa là cái dao cắt nhá. Dao cắt bít. Đấy, dao cắt bít cái loại này là hàng đặc biệt dành cho thợ chuyên làm ong, được đánh bằng thép nhá, đánh bằng thép, và cái lưỡi này rất là mỏng, mỏng cực kỳ luôn. Đấy, cái này là phải đặt hàng kiểu như mình nói là nó cắt CNC ấy, thật mỏng ấy, chứ còn thợ rèn bình thường là không rèn được tại vì nó mỏng quá. Hai bên đều là lưỡi này, rất là bén, phía trên này cũng là lưỡi nhá. Đấy, để các bác cắt bít, cắt cái bít nắp ấy để khi mình quay mật nhá. Đấy. Cái con dao này nhá, con dao này thì giá là 50.000 một con, chưa có tiền phí ship nhá, chưa có tiền phí ship các bác nhá. Thế còn cái bình khói này thì cũng chia sẻ luôn với các bác là shop hiện tại thì đang nhập một lô hàng lớn, với số lượng lớn và thì giá thành nó sẽ rẻ xuống. Thế còn hiện tại thì bây giờ cái này nó hơi cao, tại vì shop còn nhập lẻ thì đi giao cho các bác là tới 300.000 và tới nhà cho các bác bao cước, nhưng mà 1-2 ngày nữa nó có đơn hàng số lượng lớn, shop nhập được trực tiếp từ bên kho về ấy, thì giá nó chỉ còn 230.000 thôi nhá, 230.000 bao ship về đến nhà cho các bác rồi nhá. Mà mấy hôm nữa có hàng về thì shop sẽ giới thiệu cho các bác sau. Và các bác nào mà không cần cái áo liền mũ ấy, thì các bác dùng cái mũ không này thôi, dùng cái mũ không này nhá. Đấy. Cái này là cái nô mũ màu xanh rèn di. Thế đợt trước về cái nô mũ mà màu lá cây vằn vằn trên này này ấy, thì là shop đã bán hết rồi nhá, đã bán hết rồi. Giờ cái nô này là nô màu xanh lá cây này, màu xanh rèn di này. Đây các bác nhá, các bác không cần cái áo liền mũ ấy, thì các bác cần cái mũ không, vành này, lưới này, cái này cọp vào cái cổ áo của mình thì cũng dùng được. Thế còn cái mũ không này giá nó sẽ rẻ hơn, nó là 90.000 các bác nhá. Thế còn cái áo ong mật, cái áo mà áo liền mũ như này các bác này, áo liền mũ thì tôi đang mặc này, thì nó sẽ là 180 nhá, 180 đã bao gồm cước phí cho các bác về tới nhà. Và các bác lưu ý là cái cước phí ở đây là cái cước phí giao hàng chuyển phát nhanh nhá, chứ không phải giao hàng chậm. Thì đâm ra là các bác nhiều một số cơ sở khác, shop khác bán với giá thấp hơn được 10.000, mười mấy nghìn ấy, thì các bác lưu ý là họ sẽ bao ship chậm. Thế còn bên shop Tân Ánh Ngọc Ánh bán giá 180.000 thì sẽ là bao ship nhanh. Xin cảm ơn các bác nhé, mong nhận được sự ủng hộ của anh em dành cho sản phẩm áo bảo hộ chống ong đốt này nhé. Rồi, xin chào các bác, hẹn gặp lại các bác trong những video sau nhé.